Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 17 tháng 3 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Vận trình ngày thứ tư này đối với tuổi Tý, trong ngày có sự xuất hiện của thương quan, người tuổi Tý cần tập trung làm việc hơn nếu không muốn vấp phải những sai sót không mong muốn. Rất nhiều thất bại đều đến từ sự cầu thả, lười biếng. Lúc này, bạn cần phải thật sự để tâm vào những việc làm cũng như xác định mục tiêu mình muốn hướng đến là gì chứ không phải cứ nay thèm mai chán rồi bỏ cuộc nửa chừng. Thủy khí vượng cho thấy bản mệnh đang gặp vấn đề liên quan tới sức khỏe. Đã đến lúc bạn cần chú ý chăm sóc giữ gìn cơ thể của mình nhiều hơn trước, đừng chủ quan nữa nhé. Theo xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú, hôm nay phù hợp cho những việc như tạo dựng nhà phòng, nhập học, ra đi cầu công danh, cắt áo. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim cần tập trung, để tâm vào công việc. Ngày đi xa có tài lộc, hoặc nhận được tin tức về tiền bạc, việc làm, công danh ở xa. Trong nhà có người thân đi xa. Có tin tức tốt về chuyện tình cảm, giao thiệp, giao dịch, kết bạn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, sai sót có thể xảy ra do sự lười biếng, cầu thả. Hết sức tránh sự tranh luận, tranh cãi, đôi co vỗi. Đề phòng tiểu nhân, làm gì cũng nên cẩn trọng, gặp trở ngại. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh, hao tốn về quà cáp, đám tiệc. Cẩn trọng sức khỏe không được tốt. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, nên xác định mục tiêu mình muốn hướng đến. Nên cẩn trọng trong những công việc có tính quan trọng, đề phòng sự thị phi, kiện cáo, tranh luận không dứt, hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc. Có tài lộc nhưng không nên đầu tư thêm, quý nhân hoặc bè bạn tốt là phái nữ, có hỷ sự. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, thói quen nay thèm mai chán cản trở thành công. Ngày này là ngày tuổi của bổn mạng, nên nếu có tin tức tốt cũng nên dè dặt kiểm chứng lại. Có tài lộc, có cơ hội cho sự phát triển công việc, có quý nhân, hoặc người đỡ đầu. Tình cảm vui vẻ. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên chủ quan. Ngày tuổi của bổn mạng, có cuộc ra đi ngắn hoặc phải thay đổi dự tính về công việc cũng như về tình cảm. Nếu nhóm bạn hoặc thảo luận không nên cố chấp ý kiến của mình dễ gây ra sự bất hòa mất lòng, và cũng không nên tin cẩn một cách quá đáng về những ý kiến của người khác. Coi chừng chỉ là tin đồn. Sự mong cầu về tài lộc còn chậm chạp, chưa đến. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 3 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn 2, 3. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, sửu thân, thìn. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi thứ tuổi Sửu, nhờ có lục hợp nâng đỡ, người tuổi Sửu may mắn gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối nên làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Hôm nay là ngày vô cùng thích hợp để những người còn độc thân chủ động tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Đừng mãi chôn giấu tình cảm của mình rồi chỉ biết chờ đợi, bởi thời điểm bạn nghĩ là thích hợp với mình lại chưa chắc đã thích hợp với đối phương, tình đơn phương chưa bao giờ là vui cả. Chính ấn cũng sẽ giúp cho những chú trâu giữ được đầu óc tỉnh táo, không để những suy nghĩ tiêu cực hay tác động ngoại cảnh chi phối. Cứ tiếp tục như vậy, trong tương lai gần, bạn chắc chắn sẽ có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, thủy thổ xung khắc cho thấy bạn có thể gặp rắc rối liên quan tới tiền nong với người trong nhà. Nếu là người giữ hầu bao chi tiêu trong gia đình, con giáp này cần phải có sự tính toán cẩn thận để không gây ảnh hưởng đến kinh tế của tổ ấm. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, được quý nhân giúp đỡ, mọi việc suôn sẻ. Không nên trông đợi quý nhân về sự giúp đỡ, không được như ý, có sự chậm trễ hoặc rời hẹn, sai hẹn. Tài lộc không tốt, nếu có cũng phải tranh cãi, hoặc phải chia chác. Trong nhà công danh, tài lộc, tình cảm của người nữ không tốt. Hao tài cho phái nữ khi giao dịch kết bạn, đi xa hay gặp trở ngại, nên sửa chữa nhà cửa. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, người đơn phương nên dũng cảm bày tỏ tình cảm. Có sự thay đổi nơi ăn trốn ở công việc làm ăn, tình cảm. Có tài lộc nhưng dễ hao tán về mua sắm, tu bổ, sửa chữa, quà tặng. Có hỷ sự, bạn mới.
đi xa gặp quý nhân hoặc nhận được tin tức của quý nhân ở xa đem lại điểm tốt cho mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, đừng mãi ngồi đợi hạnh phúc tìm đến, hãy chủ động nắm bắt. Nên thay đổi phương hướng công việc làm ăn. Nếu đã có gia đình thì có tin vui về công danh, tình cảm của con cái. Tài lộc tuy có chút ít nhưng không nên tiến tới, nên an phận hoặc chỉ có tin tức tốt về tiền bạc, việc làm. Có quý nhân nâng đỡ mình trong công việc. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, đầu óc tỉnh táo, có lợi cho công việc. Mọi việc có liên quan đến công danh, chức vụ, tài lộc, tình cảm đều có sự thay đổi. Nên đúng hẹn, nhà có tiệc, đình đám, có khách đến. Trong sự giao thiệp nên cẩn trọng dễ gây sự xích mích, tránh tranh cãi. Việc làm hay bị dở dang nửa chừng vì có chuyện xảy ra bất ngờ, hoặc có khách lạ đến. Tài lộc có chút ít, hoặc có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc có thể gặp rắc rối liên quan đến tiền nong với người trong nhà. Công việc đang tiến hành hoặc có dự tính gì sẽ có sự kiện khác làm cho thay đổi. Thời cơ chưa đến, không nên tiến hành hoặc xuất đầu lộ diện. Có khách hoặc có bạn mới đề nghị công việc mới. Chỉ nên ghi nhận ý kiến không nên quyết định. Tình cảm tốt. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn 17. Giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, vàng đất. Quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu Tý. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Dần gặp nhiều may mắn về đường tài lộc trong ngày thiên tài chiếu mệnh. Không có nhiều cơ hội tốt đẹp như vậy nên bản mệnh hãy nhanh chóng thực hiện các kế hoạch cải thiện tài chính mà mình đã ấp ủ từ lâu, khả năng thành công trong ngày này cũng sẽ cao hơn. Bên cạnh việc tìm cách cải thiện nguồn thu, bạn cũng nên xem xét cẩn thận ngân sách tài chính hiện tại của mình. Đặc biệt, bạn cần cẩn trọng với những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn từ người lạ. Hãy quan sát mọi việc một cách thật thấu đáo để không mất tiền oan nhé. Thủy sinh mộc, may mắn thay dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn luôn có được sự thông cảm và đồng hành của nửa kia. Thậm chí, trong các thời điểm khó khăn nhất, những lời khuyên của người ấy vô cùng bổ ích và giúp bạn nhận ra những vấn đề mà mình chưa từng chú ý. Hãy biết quý trọng nửa kia của mình và cùng nhau xây dựng một mái nhà hạnh phúc. Đừng ngại tâm sự những suy nghĩ kín đáo của mình. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, tài lộc khởi sắc, nên sớm tiến hành kế hoạch đang ấp ủ. Có người đề nghị công việc nên chấp thuận và bàn thảo chi tiết. Mọi việc nên cẩn trọng từ tốn, không nên hấp tấp quyết định. Về tài lộc đang lúc gặp sự hanh thông có lợi cho mình. Tình cảm tốt, gia đạo an vui, có tin tức ở xa hoặc có khách ở xa đến. Có lộc ăn, hoặc gặp sự vui vẻ. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa cần xem xét cẩn thận ngân sách tài chính để cân bằng thu chi. Ra ngoài nên tránh chuyện thị phi, tranh cãi. Đi xa bất lợi, dễ gặp rủi ro về tai nạn xe cộ hoặc bị hư hỏng máy móc. Sức khỏe không tốt, trong nhà có chuyện buồn hoặc người thân đau ốm, hoặc súc vật có tật bệnh. Mọi việc nên có sự cẩn trọng, chậm rãi. Không nên hấp tấp vội vàng hoặc tin vào lời nói người khác một cách quá đáng sẽ có hại. Dè dặt chuyện tình cảm kết bạn, tài lộc kém. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, cẩn trọng với lời mời gọi đầu tư từ người lạ. Đề phòng thị phi, kiện cáo, tranh luận không dứt, hoặc gặp phải khó khăn, trở ngại trong công việc. Cẩn trọng khi sử dụng xe cộ, máy móc đi đường. Có tài lộc nhưng không nên đầu tư thêm. Quý nhân hoặc bè bạn tốt là phái nữ. Có hỷ sự. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc luôn có sự đồng hành và thông cảm từ nửa kia. Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc làm nên, đừng bỏ ngang sẽ không tìm lại được. Tuy nhiên phải bôn ba tính toán cực nhọc cẩn trọng về lời nói dễ gặp chuyện thị phi, tranh cãi, hao tốn về đi lại, di chuyển xe cộ. Sức khỏe không tốt. Không nên tính chuyện hôn nhân. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, hãy biết trân trọng hạnh phúc ở hiện tại. Không nên mưu cầu toan tính làm ăn, đầu tư sẽ không có kết quả. Tình hình ở bên ngoài đã hoàn toàn đổi khác, nhận được nhiều tin tức trái ngược nhau đưa đến bán tín bán nghi. Không nên di chuyển, đi không lại về không. Nói chung là nên ngồi yên, để mọi việc xảy ra tự nhiên. Hao tài về xe cộ, máy móc, di chuyển. Dù có tiền cũng phải hao tốn hoặc phải hoàn trả các dịch vụ đáo hạn, các việc đã có sự hẹn ước. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao.
Tình cảm, 5 sao. Con số may mắn, 28. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ Tuất Hợi Ngọ. Tử vi tuổi Mão. Tử vi ngày 17 tháng 3 năm 2021 dương lịch nhận thấy, người tuổi Mão có thể phải nhận bài học đắt giá do chính thái độ kiêu ngạo, chủ quan của mình trong ngày bị ảnh hưởng bởi cục diện Tý Mão tương hình. Bạn là người thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nhưng lại thường quá tự tin vào khả năng của bản thân nên không chịu quan sát cẩn thận. Đó là lý do bạn dễ đắc tội tiểu nhân lúc nào không hay, chỉ đến khi gặp phải rắc rối bạn mới bất giác nhận ra. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chính tài lại là một dấu hiệu tốt cho thấy bản mệnh có thể gặp may trên con đường tiền bạc. Có thể những cố gắng từ trước đến nay của con giáp này đã được cấp trên nhìn nhận và quyết định tặng cho bạn một phần thưởng xứng đáng. Ngũ hành tương sinh cũng mang lại tín hiệu tốt trong chuyện tình cảm của con giáp này. Nhân cơ hội này, đừng quên nghĩ cách để hâm nóng tình cảm của mình bạn nhé. Dường như thời gian qua hai bạn đã quá bận rộn và bỏ bê tình cảm nguội nhạt. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh thủy, gặp rắc rối do thái độ kiêu ngạo, chủ quan. Mọi mong cầu về tình cảm không nên có tính cách lâu dài. Tài lộc tuy có nhưng dễ hao tán, hoặc chỉ được mời ăn uống, dự đám tiệc có quà tặng nhỏ. Đến nơi nào không nên ở lâu gặp sự phiền toái, không có lợi. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh hỏa, không nên quá tự tin vào bản thân, làm gì cũng phải quan sát cẩn thận. Có tin tức tốt về tài lộc công danh, hoặc nhà có hỷ sự về cưới gả, sinh nở, thi cử. Có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở, việc làm. Lợi cho việc kết bạn, thêm người mới, du lịch. Không nên e ngại sự hao tốn nếu khởi đầu cho công việc, làm quen. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh thổ, dễ vô tình đắc tội tiểu nhân lúc nào không hay. Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc làm nên, đừng bỏ ngang công việc hoặc tình cảm, sẽ không tìm lại được. Có quý nhân giúp đỡ tận tình, gia đạo có hỷ sự, tin xa vừa ý, có tài lộc hoặc có tiệc vui, gặp bạn cũ, có thêm bạn mới. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc cố gắng được nhìn nhận và tặng thưởng xứng đáng. Ngày có hỷ sự tin vui, có tài lộc gặp lại bạn cũ, hoặc có bạn mới, có cuộc đi ngắn nhưng không toại ý. Nên nhận lời cầu hôn, hoặc ước hẹn về làm ăn, giải quyết công việc. Giao thiệp với người khác phái có lợi. Hãy để mọi sự việc xảy ra tự nhiên sẽ có kết quả tốt. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, nên hâm nóng tình cảm kịp thời. Nên kết bạn hoặc nhập trường, lập hôn thú, hẹn ước. Có hỷ sự, có tài lộc. Nếu có người đề nghị công việc thì nên chấp thuận, đừng do dự kẻo mất cơ hội. Ngày chỉ tốt cho việc lập giấy tờ, nhắn tin, nhận tin chứ không phải là hành động. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe, 4 sao. Tình cảm, 5 sao. Con số may mắn, 14. Giờ tốt, 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xanh lá. Quý nhân phù trợ, Mùi, Hợi, Tuất. Tử vi tuổi Thìn. Tý Thìn bán hợp là tin vui cho đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Thìn. Bản mệnh là người dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh, biết cách làm mới bản thân để phù hợp với yêu cầu của thời đại nên rất ít khi bị lúng túng. Với trí tuệ minh mẫn của mình, con giáp này còn có thể có thành tích rất xuất sắc trong các cuộc thi cử, mang lại danh tiếng sau này. Nếu hôm nay bạn cần phải vượt qua một kỳ thi nào đó thì chỉ cần bình tĩnh làm bài, chắc chắn kết quả sẽ rất khả quan. Không chỉ vậy, thiên ấn có thể mang tới cho bạn những sáng tạo và ý tưởng mới nhưng lời khuyên cho những chú rồng là đừng nên sa đà quá. Hãy cân nhắc thêm tính khả thi của vấn đề, ngoài ra nên lắng nghe thêm góp ý của mọi người để xem xét thêm nữa nhé. Thổ khắc thủy, có thể con giáp này sẽ gặp mâu thuẫn với gia đình của mình. Khoảng cách thế hệ có thể gây ra quan điểm trái chiều giữa các thành viên. Nhưng mọi người đều là máu mủ ruột già, đừng làm căng mọi việc. Hãy cố gắng bình tĩnh và lắng nghe trước xem sao. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, đường công danh sự nghiệp có nhiều tin vui. Ngày tốt trung bình, nếu có mong cầu tiền bạc thì vẫn còn chậm, hoặc chỉ có tin, chấp nhận trên nguyên tắc thỏa thuận. Nếu có tài lộc đến, thì cũng là tiền trung gian nhờ mình chuyển dùm, hoặc là tiền có sự phân chia tạm ứng. Hãy mạnh dạn nói lên ý định của mình khi thảo luận, góp ý kiến.
nếu tiến hành giải quyết công việc thì không nên câu nệ những tiểu tiết. Chuyện tình cảm chưa có thể tỏ bày một cách trọn vẹn, chưa phải là lúc thuận tiện. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, biết cách làm mới bản thân để phù hợp với yêu cầu của thời đại. Nên tìm cách đi xa hoặc sắp xếp thu vén công việc, hoặc thay đổi phương hướng làm ăn, ngành nghề, nhưng vẫn chỉ là dự tính không nên hành động. Cần tham khảo ý kiến của người quý nhân, bè bạn hoặc qua báo chí, sách vở. Trong sự giao thiệp, gặp gỡ, tranh luận nên có sự hòa hoãn, tránh tranh cãi. Tài lộc tốt nhưng cũng phải đề phòng tình huống có sự đảo lộn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc có thành tích rất xuất sắc trong các cuộc thi cử. Có sự hoàn trả về tiền bạc hoặc việc làm đã đến lúc kết thúc dù có sự trắc trở đôi chút. Không nên ngồi tại chỗ, tự mình phải đi đến. Tin tức chậm, hoặc có tin ngoài ý muốn, ngoài sự giao ước. Không nên nóng tánh khi có sự tranh cãi, thi phi. Việc mong cầu về tài lộc có sự trắc trở hoặc không được như ý trọn vẹn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, không nên quá sa đà vào những điều thiếu tính khả thi. Mọi sự sẽ trở nên dễ dàng, tuy làm ăn được nhưng đề phòng đau ốm cho mình hoặc thân nhân. Có quý nhân giúp đỡ nếu được lời đề nghị tiến dẫn. Ngày có sự mua sắm, tu bổ đồ đạc. Có sự di chuyển, đi xa, thay đổi phương hướng làm ăn. Hãy mạnh dạn đến gặp người đã có sự giao ước với mình ở quá khứ dù chỉ là sơ giao. Có tài lộc. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, có thể xảy ra mâu thuẫn với gia đình. Có quý nhân giúp đỡ hoặc có vận may về công ăn việc làm tiền bạc nhưng không nên khai triển thêm sẽ gặp điều bất lợi. Giao thiệp với người khác phái đem lại điểm tốt cho mình. Có tin vui của người thân hoặc bè bạn. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn 17. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường nâu trắng. Quý nhân phù trợ Thân, Tí, Dậu. Tử vi tuổi Tỵ. Thiên quan nhập cục cảnh báo người tuổi Tỵ nên biết khiêm tốn, thu mình trong hôm nay để không mắc phải bẫy dập của kẻ tiểu nhân. Bạn có thể bị tiểu nhân hất cẳng đá mình ra khỏi ghế bất cứ lúc nào nếu không làm việc nghiêm chỉnh và bớt cái tính bao đồng lại. Bản mệnh đã phải cố gắng rất nhiều để có được vị trí hiện tại, được cấp trên công nhận năng lực của mình. Đừng vì một phút bốc đồng, quyết tâm hơn thua bằng được mà đắc tội với những kẻ ghen ghét khiến công sức của bạn đổ sông đổ biển. Thủy hỏa bất dung còn khiến tình cảm vợ chồng, đôi lứa của con giáp này xảy ra rạn nứt. Mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt nhưng không được giải quyết kịp thời nên càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khiến cả hai luôn trong tình trạng căng thẳng với nhau. Theo lịch vạn niên, hôm nay ngày 17 tháng 3 năm 2021 là ngày sát chủ. Theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại như cưới hỏi, xây cất nhà cửa, xuất hành, ký kết hợp đồng quan trọng. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh hỏa, nên khiêm tốn để không mắc phải bẫy dập của tiểu nhân. Đi xa bất lợi, làm gì cũng gặp trở ngại, công việc này sinh các vấn đề ngoài dự tính cần phải giải quyết nhanh chóng. Giao thiệp với phái nữ bất lợi, có tin tức không tốt cho thân nhân ở xa. Hao tốn về xe cộ, máy móc, tài lộc kém. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh thổ, có thể gặp họa vì cái tính bao đồng, hơn thua. Có tài lộc nhưng hao tốn về chuyện giao thiệp, đình đám, giúp đỡ người thân, xe cộ, máy móc, nhà cửa, đồ đạc. Trong gia đình có người đi xa, gặp lại người xưa. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh mộc, vị trí hiện tại không dễ gì đạt được, hãy biết trân trọng. Đừng do dự sẽ mất cơ hội kiếm tiền, công danh, chức vụ, tình cảm, nếu có người đề nghị công việc nên chấp thuận. Tình cảm tốt, đề phòng sức khỏe không tốt, trong thân nhân có người đau ốm, hoặc có tin xấu về công danh, tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh kim, tình cảm vợ chồng, đôi lứa có rạn nứt. Nên có sự thay đổi phương hướng làm ăn, nơi ăn trốn ở, việc làm, chuyện tình cảm cũng vậy. Không nên do dự khi có người đề nghị hợp tác đầu tư. Hùn hạp. Tình cảm tốt, có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh thủy, cần kịp thời giải quyết mâu thuẫn, đừng kìm nén quá lâu. Nên thay đổi hoàn cảnh, phương hướng công ăn việc làm cũng như tình cảm. Nhưng cần phải lên kế hoạch để bàn thảo. Không nên quyết định sớm, hấp tấp. Sức khỏe không tốt hoặc có nhiều lo âu trong việc đối xử với mọi người. Tài lộc vào nhanh ra nhanh.
Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn 39. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, nâu đỏ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ. Cục diện Tý Ngọ tương xung là nguyên nhân khiến người tuổi Ngọ dễ có những suy nghĩ cực đoan trong ngày hôm nay. Nếu không biết kiềm chế tính nóng nảy của mình thì bạn rất dễ gây cảm giác khó chịu cho những người xung quanh. Mọi việc đều có thể giải quyết một cách đơn giản hơn nếu như mọi người đều giữ được bình tĩnh, vì thế, nếu cuộc tranh luận ngày càng trở nên gay gắt thì bạn không nên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nữa. Hãy tạm dừng để mọi người cùng ổn định lại cảm xúc. Nếu biết cách xử lý khéo léo, chính quan hứa hẹn mang đến những cơ hội để con giáp này khẳng định năng lực của mình. Tốt nhất tuổi Ngọ hãy tập trung làm việc, khi đó bạn sẽ tránh được những rắc rối không đáng có. Ngũ hành xung khắc không phải tín hiệu tốt cho các mối quan hệ tình cảm của những chú ngựa. Mâu thuẫn có thể bùng nổ giữa bạn và người yêu thương, xuất phát từ sự không hiểu nhau. Hãy cố gắng gạt xích mích sang một bên để tìm tiếng nói chung nhé. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh kim, suy nghĩ tiêu cực gây ra sự nóng nảy, gắt gỏng. Ngày xung của bổn mạng, dễ hao tài cho việc xe cộ, máy móc bị hư hao. Đề phòng tai nạn xe cộ, nên cẩn trọng về lời nói khi giao dịch, giao thiệp, quan hệ tình cảm, dễ gặp thị phi, khẩu thiệt. Mong cầu về hôn nhân không tốt. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy, đừng cố đổ thêm dầu vào lửa khi cuộc tranh luận ngày càng gay gắt. Không nên hấp tấp vội vàng trong sự quyết định mọi công việc có liên quan đến công danh, tình cảm. Không nên di chuyển, đi xa, cẩn trọng trong việc đi đường. Sức khỏe không tốt. Có tin tức xấu về sức khỏe, bổn mạng, tình cảm, công danh của người thân. Tránh sự thị phi, tranh cãi. Đề phòng tiểu nhân nói xấu, tung tin xấu. Tài lộc kém, hoặc bỏ nhiều công lao mà không có kết quả, hoặc nhận được thù lao ít ỏi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa có cơ hội để khẳng định năng lực cá nhân. Ngày xung của bổn mạng, mọi dự tính trong công danh, tình cảm, tài lộc nên có sự cẩn trọng. Có những tình huống xảy ra ngoài dự kiến. Cẩn trọng khi đi đường, sử dụng máy móc, xe cộ có rủi ro, tình cảm không tốt. Giao dịch, giao thiệp gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh thổ, nên tập trung làm việc để tránh rắc rối không đáng có. Ngày xung của bổn mạng, có nhiều công việc đến dồn dập cần phải có sự tỉnh táo để giải quyết. Vui buồn lẫn lộn, tài lộc vào ra nhanh chóng. Cẩn trọng trong việc di chuyển, sử dụng xe cộ máy móc. Sức khỏe không tốt, tâm bất an. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh mộc có thể nảy sinh mâu thuẫn với người yêu thương do không hiểu nhau. Có quý nhân giúp đỡ hoặc có vận may về công ăn việc làm tiền bạc nhưng không nên khai triển thêm sẽ gặp điều bất lợi. Giao thiệp với người khác phái đem lại điểm tốt cho mình. Có tin vui của người thân hoặc bè bạn. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn, 34. Giờ tốt, 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, Dần, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Mùi. Nhờ có chính Ấn Độ mệnh, người tuổi Mùi có cơ hội thăng tiến trong ngày hôm nay. Bản tính chăm chỉ, nhanh nhẹn lại không ngại khó ngại khổ của bạn được cấp trên đánh giá cao, hãy tiếp tục phát huy hơn nữa trong tương lai. Bạn là người nghiêm túc nhưng rất biết bao dung cho mọi người, không bao giờ xét nét người khác vì những lỗi nhỏ nhặt. Thế nhưng nhiều khi bạn lại quá nghiêm khắc với bản thân, khiến cuộc sống trở nên căng thẳng hơn nhiều. Thứ năm này, người tuổi Mùi cũng nên chú ý từng lời ăn tiếng nói bởi bạn đang có điểm báo họa thị phi khi có sự xuất hiện của cục diện Tý Mùi tương hại. Những lời đồn đại sai sự thật có thể xuất hiện xung quanh bạn, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của con giáp này. Thổ thủy xung khắc cho thấy bản mệnh sẽ gặp phải nhiều chuyện không như ý trong tình cảm, nhất là khi bạn mới yêu nhau. Hãy nhớ rằng chẳng ai muốn bị người khác quản thúc như tù nhân. Yêu là phải hiểu và tin tưởng, thông cảm cho nhau thì tình yêu mới lâu bền. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh kim, có cơ hội thăng tiến, được cấp trên đánh giá cao. Tài lộc khó kiếm, không nên kéo dài công việc đem đến bất lợi. Sự cầu mong về quý nhân giúp đỡ không được như ý do có sự từ chối khéo, hoặc chỉ gặp trên điện thoại.
Tránh sự thị phi, tranh cãi, có tin tức không tốt về sức khỏe, công danh, tài lộc của phái nữ trong thân tộc bè bạn. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh thủy, năng lực được nhìn nhận xứng đáng. Làm việc gì cũng nên hỏi ý kiến của quý nhân, bậc cao niên hoặc cấp trên mới có lợi. Có tiền bạc, đối với phái nữ sức khỏe, tình cảm không tốt. Nếu cầu về hôn nhân cưới gả nên cẩn trọng gặp sự rời hẹn, sai hẹn, hoặc có vấn đề mới phát sinh đưa đến sự ngăn trở. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, đừng quá nghiêm khắc với bản thân để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Trong gia đạo phái nữ gặp nhiều chuyện buồn phiền về công danh, tình cảm. Trong lòng có nhiều bất an, sức khỏe không tốt hoặc có nhiều chuyện phải lo, nhưng không nên hấp tấp sẽ gặp rủi ro bất trắc. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, chờ đợi tin xa không có kết quả. Lỡ hẹn, bội ước. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh thổ, chú ý lời ăn tiếng nói để tránh họa thị phi. Trong sự chi tiêu về tiền bạc nên cẩn trọng dễ có sự hao tán, vào ra nhanh chóng, nhưng vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc hùn hạp. Có sự chỉnh đốn về nhà cửa đồ đạc, văn phòng hoặc mua sắm. Có khách ở xa đến hoặc nghe tin tức của họ ở nơi xa. Có hỷ sự về sinh nở hoặc sức khỏe, công danh của người thân và có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh mộc, nên dành cho nửa kia sự thấu hiểu và tin tưởng cần thiết. Có tin tức của thân nhân hoặc bè bạn ở xa. Có cuộc ra đi ngắn của mình hoặc người thân trong nhà. Có tài lộc hoặc được mời dự tiệc ăn uống. Ngày có sự thu xếp vị trí đồ đạc trong nhà. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn 38. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, mão. Tử vi tuổi Thân. Người tuổi Thân sẽ được tam hợp che chở trong hôm nay nên không có vấn đề gì cần phải lo lắng hay bận tâm. Trong ngày này, nhiều việc sẽ diễn ra đúng kế hoạch từ trước, công việc trong tầm kiểm soát nên những chú khỉ cảm thấy rất tự tin và hào hứng. Chẳng những vậy, tình duyên khởi sắc quả là điều đáng mừng với con giáp này trong ngày thủy sinh kim. Hãy chuẩn bị tinh thần đón tình yêu gõ cửa đi bạn nhé. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải thay đổi tính cách lạnh lùng của mình. Bạn cần học cách mở lòng mình, bớt đi những hồ nghi, sợ hãi không cần thiết. Còn nếu cứ mãi thu mình trong góc tối thì sao có thể biết được hạnh phúc nào đang đón chờ mình ngoài kia chứ? Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày năm âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh thủy, hào hứng khi mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch. Không nên tranh cãi, tranh luận sẽ gặp chuyện phiền lòng, trách oán. Cầu hôn sự không tốt, ngày tuy có tài lộc, nhưng dễ hao tán cho đồ đạc, vật dụng, xe cộ, máy móc, nhà cửa. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh hỏa, tình duyên khởi sắc, tình yêu gõ cửa. Chỉ nên đi xa trong những việc cần thiết như thăm người thân đau yếu, chữa bệnh, dự đám tang hoặc nhờ sự cố vấn của người khác khi mình có chuyện rắc rối. Dễ hao tài nhưng có lộc ăn. Trong chuyện tình cảm, giao thiệp nên có sự dè dặt về lời nói, tránh sự ngộ nhận, tranh cãi. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh thổ, nên học cách mở lòng, bớt hồ nghi, bớt sợ hãi. Ngày nên đề phòng sức khỏe không tốt, hoặc có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Không nên hấp tấp trong chuyện tình cảm, hoặc lời hẹn ước trong công việc. Có tài lộc nhưng dễ hao tán về giao dịch tiền đáo hạn, định kỳ. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh mộc, yên tâm vì công việc nằm trong tầm kiểm soát. Đã đến lúc phải thay đổi hoàn cảnh, công việc, không nên chần chờ. Có quý nhân giúp đỡ. Sự mong cầu về tiền bạc có kết quả chậm, nhưng có hiệu quả trong tương lai. Nên đầu tư hoặc tiến hành, kể cả vấn đề tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh kim, đừng mãi lạnh lùng mà khiến hạnh phúc xa rời. Nên yên phận, không nên mưu sự, tiến hành công việc sẽ không thành. Tài lộc có bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không nên tính toán gì thêm. Tránh sự tranh cãi đôi co vỗ, có nhiều tin tức khác nhau về việc mong cầu. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn 35. Giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường tím, da cam. Quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Tỵ.
Tử vi tuổi Dậu. Ngày hôm nay, người tuổi Dậu nên chú ý quản lý tài chính của mình thật chặt chẽ bởi kiếp tài xuất hiện sẽ gây ra không ít ngáng trở cho bạn trong chuyện tiền bạc. Con giáp này dễ tin người thái quá, vì thế mà có thể bị những kẻ xấu bụng bày mưu tính kế để lừa gạt tiền bạc của bạn đó, cần cẩn thận nhé. Tứ hành xung cũng là lời cảnh báo những chú gà chớ nên để xảy ra mâu thuẫn với nửa kia chỉ vì sự nóng nảy, áp đặt đang tồn tại trong tâm trí bạn. Thay vì đổ lỗi tại hoàn cảnh thì lúc này bạn nên kiểm soát cảm xúc của mình ngay lúc này. Thủy kim tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang có dấu hiệu cải thiện, nhiều người ốm đang dần hồi phục, cố gắng ăn nhiều đồ bổ sung nhiều dưỡng chất cho nhanh khỏi nhé. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh thủy, vận trình tài lộc gặp nhiều ngáng trở, chú ý quản lý tài chính. Có sự thay đổi về phương hướng làm ăn, nơi ăn chốn ở. Không nên ngồi tại chỗ, nên đi gặp hoặc gọi người cộng sự để bàn thảo. Sự mong cầu về tiền bạc cần có sự nhẫn nại mới được kết quả, nhất là đối với phái nữ là người giúp đỡ mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh hỏa, dễ bị kẻ xấu lợi dụng do tin người thái quá. Có sự thay đổi về công danh chức vụ, tình cảm, hôn nhân, dù có gặp trắc trở chút ít nhưng đây là cơ hội tốt cho mình, nên tiến hành. Người nữ có tài lộc. Người nam có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp, đình đám. Gặp lại người xưa, chốn cũ. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh thổ, xảy ra mâu thuẫn với nửa kia bởi cái tính nóng nảy áp đặt. Không nên bôn ba truy tìm tin tức công việc sẽ không có kết quả, nên chờ đợi, sắp xếp, vén khéo những công việc cũ, ra đảo có nhiều người đến viếng hoặc có đám tiệc. Có sự thay đổi bất ngờ ngoài dự tính về di chuyển, đi xa. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, nên kiểm soát cảm xúc thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nếu có tài lộc thì không nên tham lam, mưu sự tiếp tục sẽ bị nghẽn lối hoặc công việc tiến hành không đúng theo dự tính, có sự rời hẹn, sai hẹn. Nên biết chờ đợi, dù có bôn ba xoay sở hoặc tìm kiếm cũng không có kết quả. Nếu đã có cuộc đi ngắn thì khó quay trở về. Có tin vui, có tài lộc hoặc có lộc ăn ở cuối ngày, gặp bạn bè, người cộng sự. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, sức khỏe có dấu hiệu cải thiện tốt. Có khách hoặc có bè bạn đến làm đảo lộn mọi dự tính sinh hoạt trong ngày. Sức khỏe không tốt, phải di chuyển hoặc toan tính nhiều cho mọi người. Ngày của tình cảm buồn vui lẫn lộn. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh về hội hè, ăn uống, quà tặng, mua sắm. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn, 4, 6. Giờ tốt, 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, bạc đen. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất. Nhờ có thiên ấn tương trợ, người tuổi Tuất có cơ hội được khai thác khả năng sáng tạo, đặc biệt nếu bạn có bên cạnh những người đồng đội, hợp cả. Có thể lâu nay bạn thích làm việc độc lập nhưng xem ra đây là cơ hội tốt để phát huy sức mạnh tập thể. Tuy nhiên, dù được đảm nhiệm công việc là sở trường, bản mệnh cũng chớ nên chủ quan, lấy lý do mình đã quen việc, để làm cái cớ để lười biếng, qua quýt cho xong. Nếu bạn tâm huyết với công việc đang làm, tương lai thăng tiến là điều chắc chắn. Ngoài ra, ngũ hành xung khắc cho thấy chuyện gia đình của con giáp này cũng không mấy thuận lợi. Bạn cần phải trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn, bởi thời gian này, dường như bạn đang tỏ thái độ khá lạnh lùng, thờ ơ, thiếu quan tâm đến người ta đấy. Theo lịch vạn niên, hôm nay nếu bản mệnh đi đâu xa nên ưu tiên hướng tốt, hướng thần may mắn, hướng đông bắc, hoặc hướng đông nam, hướng thần tài, để mọi việc thêm phần suôn sẻ như ý. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa có cơ hội được khai thác khả năng sáng tạo. Cẩn trọng khi đi đường, dễ gặp rắc rối hoặc tai nạn về xe cộ, máy móc, gặp trở ngại về đường xá không tốt. Sức khỏe không tốt, có tin tức xấu của người thân về tình cảm, tài lộc, bổn mạng. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, chớ nên chủ quan, lười biếng, qua quýt cho xong việc. Tuy là ngày tốt nhưng cũng không nên tiến hành làm những việc lớn. Có tài lộc nhưng dễ hao tán trong việc chi dụng, nợ đáo hạn, tu bổ nhà cửa, xe cộ, máy móc, thân nhân đau yếu hoặc có tang. Cẩn trọng khi sử dụng xe cộ, đi đường, nuôi súc vật. Không nên nhận xe, máy móc, nhưng nếu làm nghề rửa xe, sửa xe, máy móc thì tốt. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc có tâm huyết sẽ thăng tiến nhanh hơn. Mưu sự còn nhiều bất lợi không nên tiến hành.
Tai nạn có thể đưa đến pháp luật, kiện tụng, có nhiều ưu phiền về tình cảm, đau ốm, khó khăn của người thân. Không nên di chuyển, đi xa bất lợi, gặp chuyện phiền lòng. Tiền bạc khó kiếm. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, nên quan tâm tới nửa kia nhiều hơn để không tạo thành hiểu lầm. Mưu sự những việc lớn lao gặp nhiều bất lợi, không nên hấp tấp tiến hành hoặc quyết định nhanh chóng. Sự mong cầu về tài lộc có sự sai hẹn, chậm chạp. Sức khỏe không được tốt, có tin buồn của thân nhân. Cẩn trọng khi đi đường, gặp rủi ro về xe cộ máy móc hoặc hao tốn trong việc sửa chữa, đi lại, đám tiệc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, nên chọn hướng xuất hành may mắn khi có việc đi xa. Cần đề phòng kẻ tiểu nhân chiếm lấy cơ hội hoặc địa vị của mình đang có. Tránh mọi tranh giành có liên quan đến tình cảm, nhân nghĩa. Sự mong cầu về tiền bạc luôn chậm chạp. Nếu có cũng không được hưởng hoặc phải chi dụng vào những việc cần thiết. Sức khỏe không tốt, đề phòng rủi ro trong sự tính toán, di chuyển. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn 28. Giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường đen đỏ. Quý nhân phù trợ Dần, Ngọ, Mão. Tử vi tuổi Hợi. Tam hội là cơ hội tuyệt vời để người tuổi Hợi xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa trong công việc. Nhờ thế, cơ hội gặp gỡ quý nhân của bạn cũng cao hơn rất nhiều. Quý nhân sẽ giúp đỡ bạn tìm được những hướng đi phù hợp và đưa ra lựa chọn chuẩn xác. Tuy nhiên đây lại không phải là lúc thích hợp cho những thổ lộ liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân. Nhất là với những người chưa thật sự hiểu rõ tiếng nói của con tim mình thì đừng vội vàng bắt đầu một mối quan hệ mới chỉ vì cảm thấy cô đơn. Bạn có thể hối hận vì quyết định vội vàng của mình đấy. Bù lại, thực thần lại báo cho bạn nhiều dấu hiệu tốt trên con đường tài lộc. Bạn dễ nhận được những khoản thù lao xứng đáng từ những công việc làm thêm hoặc đầu tư từ trước đó. Hãy lập kế hoạch chi tiêu phù hợp. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng nam phía trong phòng giã gạo, nơi xay bột và phòng thai phụ ở. Do đó, bản mệnh không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, quan hệ xã giao hài hòa, có lợi cho công việc. Có tin tức về tình cảm, sức khỏe, công danh, tài lộc của người ở nơi xa khiến mình có sự hao tốn tài lộc về giấy tờ, pháp luật. Hoặc do người cộng sự, cấp trên gặp rủi ro, gặp chuyện buồn ảnh hưởng đến danh phận tiền bạc của mình. Tài lộc vào ra thất thường. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, được quý nhân giúp đỡ, chỉ hướng đi thích hợp. Trong gia đình có người đi xa hoặc thay đổi công việc làm ăn. Quay trở về chốn cũ, bạn cũ thì có lợi. Có tài lộc, nhưng phải bị hao tốn hoặc phải bỏ nhiều công sức, phải bôn ba xoay sở. Có quý nhân giúp đỡ, đề phòng sức khỏe không tốt, hoặc lo cho người thân về sức khỏe, công danh, nơi ăn trốn ở. Có tiệc tùng nhỏ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, không nên vội vàng thổ lộ tình cảm khi chưa hiểu rõ về trái tim mình. Mưu sự còn bị nghẽn lối, gặp trắc trở, không nên tranh giành, nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tức tốt về công việc. Cần tránh người muốn đem tình cảm kết bạn với mình. Nói chung công việc trước khó sau dễ. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, tài lộc có khởi sắc rõ rệt, đừng quên lập kế hoạch chi tiêu phù hợp. Có sự thay đổi trong công việc, ý tưởng quyết định, hoặc công việc đang tiến hành lại có sự việc khác xảy ra khiến phải tạm ngưng hoặc thay đổi. Sự mong chờ có kết quả hoặc có tài lộc, có tin tốt lành về việc mình mong cầu. Có khách hoặc có bạn đến. Hao tài về vui chơi, giao dịch. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, có thu nhập rủng rỉnh từ nghề tay trái hoặc đầu tư. Không nên hấp tấp vội vàng khi tiến hành công việc. Cẩn trọng vì sai lầm lỡ hẹn của người khác ảnh hưởng đến lợi lộc của mình. Sự mong cầu về tiền bạc không được như ý, hoặc có sự dây dưa thêm bớt. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn 16. Giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đen. Quý nhân phù trợ, Mùi, Dần, Mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.